Vì sao Hoàng Cu lại để Chi Pu mặc đồ không giống ai đi ghi hình tập chung kết đạp gió 2023? Xách đồ đi làm của Chi Pu vào ngày chia tay đạp gió 2023 thật khiến mọi người ngỡ ngàng vì quá lầy lội. Nhưng tất nhiên, stylist Hoàng Cu có lý do chính đáng để Chi Pu chơi lớn như vậy. Đến những ngày ghi hình cuối cùng ở đạp gió 2023 cũng như tham gia các chương trình khác tại Trung Quốc, Chi Pu vẫn giữ vững phong độ mặc đẹp, thậm chí còn có phong cách đa dạng hơn trước, lúc thì như một nữ trinh cá tính, lúc lại hóa búp bê đáng yêu. Và trong khi mọi người đang tò mò không biết Chi Pu sẽ diện đồ gì khi lên đường đi ghi hình tập chung kết đạp gió 2023, thì cô xuất hiện với tạo hình không ai ngờ tới. Nữ ca sĩ khoác áo choàng tắm ra ngoài, đầu quấn khăn tắm, chân xỏ một đôi dép nhựa rất ngầu và thêm một cặp kính râm. Tất cả đều hoàn hảo cho loạt ảnh hay video quay Chi Pu trong buồng tắm. Nhưng ở đây thì Chi Pu lại tung tăng bước ra đường để chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn quan trọng nhất trong cả hành trình đạp gió 2023 khiến mọi người ngỡ ngàng. Stylist Hoàng Cu tiết lộ rằng, ban tổ chức chương trình đề nghị các thí sinh không trang điểm làm tóc trước khi tới trường quay để bảo mật tạo hình của mọi người trong vòng công diễn quan trọng nhất. Thế nên Chi Pu quyết định chơi lớn mang luôn tạo hình vừa tắm xong để tung tăng ra phố như thế này. Khiến ai nấy không thể biết được cô sẽ xuất hiện như thế nào trên sân khấu. Dù Chi Pu có che kín mái tóc cùng một phần gương mặt, mọi người vẫn nhanh chóng nhận ra nữ ca sĩ vẫn khen Chi Pu luôn xinh đẹp trong mọi tạo hình. Cả cứng của Chi Pu là Lưu Nhã Sắc cũng lầy không kém khi còn giữ nguyên lớp mặt nạ dưỡng da trên mặt, đeo thêm bờm tóc ngộ nghĩnh đến trường quay. Trong tiết mục biểu diễn chung ở tập chung kết đạp gió 2023, cả Chi Pu và Lưu Nhã Sắc đều dùng áo choàng rộng dài bên ngoài để che đi chiếc váy trắng mỏng manh bên trong, gây bất ngờ cho khán giả khi hai nữ ca sĩ thực hiện màn cởi áo, khoe váy.